Trước tiên là mình vào cái tên kênh của mình. Trước tiên là mình vào cái tên kênh của mình đây. Mình vô phần cộng đồng. Thì cái Sipharm là do mình nhiều thứ lắm các bạn. Cho mình đi qua thăm anh em, thăm bạn bè mà mình xem cái thời gian xem mình ngắn quá đó. Giờ cũng bị Sipharm. Thì mình bình luận không đúng chủ đề cũng bị Sipharm. Hôm nay mình giới thiệu đến anh em cái mức độ Sipharm bên kênh của mình. Đây. Bên đây là nhận xét đã đăng. Cái phần này không có bị gì, ảnh hưởng gì hết. Thì giữ lại để nhận xét. Cũng không có tin nào. Còn cái đây có thể gian lận vi phạm, bên đây của mình là 96 người. Này các bạn thấy nè, có 96 người đây đang bị giữ lại, có thể là gian lận vi phạm, 96 người. Thì mình ở đây có nè Trung Đức nè. Khi mình đi thăm bạn bè mà mình qua mình bình luận nhận xét mà không đúng chủ đề đó cũng bị chị farm. Mình cái thời gian mình xem không có đặt yêu cầu cũng bị chị farm. Rồi mình đi người ta vừa đi thăm mình mà mình trở qua thăm người ta liền á thì chắc cái đó cũng phải bị chị farm luôn. Nhưng mà có mình có bị quá nhiều đây nè. Đây. Như ở đây mình là đây mình cái video này của mình là mình chia sẻ về đi hiến máu. Còn cái bạn này bảo quan bảo bình luận gì nhưng mình không có thấy đâu, nhưng mà mình vô đây mình mới biết thôi, chứ còn ở ngoài ứng dụng, ở ngoài bên YouTube thì mình không có thấy được. Dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính điện thoại. Bạn này bạn qua nhà mình rồi bạn nói hôm nay vui quá đến bạn chơi CDXS. Các bạn nghĩ có đúng chủ đề hay không? À, trong đôi khi đó cái video của mình là mình nói về cái quá trình đi hiến máu của mình. Đây, một ví dụ điển hình thôi. À, trong đây có nhiều lắm, có nhiều người nè. Ví dụ anh hai TV gì nè. Video rất hay chú ạ, à, like 17. Như vậy cũng dễ bị spam đó nha các bạn. Ở đây các bạn nhiều lắm, thì mình không nói được. Mình vuốt lên cho các bạn thấy mà các bạn mà có tên trong đây á thì qua thăm mình lần lại một lần nữa đi, rồi viết lại cái bình luận cho nó đúng chủ đề, đúng mục đích. Mục đích của mình là gì đó mình qua mình nói. Đây điện máy Cường Linh tặng bạn một like nhé, ở hình trái tim vỡ với mặt trời đó. Nhưng mà cái này cái không có liên quan tới cái chủ đề hết bạn. Thì muốn tặng thì tặng thôi, nhưng mà mình viết cái chủ đề ở đây là mình khám phá chùa Hội Khánh, ngôi chùa có tượng Phật nằm lớn nhất Đông Nam Á. Thì cái bạn đấy bạn qua đây bạn nói tặng bạn một like nhé. Đây mình hiển thị thêm cho các bạn, mình dài dài xuống đây coi các bạn nào mà có xem video mà có tên mình trong này thì nghiên cứu lại đây. Thì các bạn này, cái kênh của bạn tên là Giúp Nhau Đăng Ký Để Cùng Kiếm Tiền. Bạn ơi, mình đã DK kênh của bạn, nhờ bạn DK lại giúp mình nhé. Thanh Kiều bạn. Thì mình thiết nghĩ đi kêu gọi như vậy thì có đáng để bị xì pham không các bạn? Đây, có nhiều luôn á. Đây, quá trời nè. Ngôi chùa thật đẹp. Cái này mình nghĩ chắc cái bị xì pham là do bình luận ngắn quá hay sao? Hoặc là cái thời gian xem chùa của bên mình ngắn quá. Hoặc là có thể là mình vừa thăm nhà bên đó mà bên đó qua lại thăm liền. Cũng sẽ bị xì pham nữa các bạn. Mình quay lên đây cho các bạn mà có tên trong đây. Có Thánh Thánh livestream nữa nè. Thành Quê Tôi Miền Núi Đá nè. Bạn ấy bạn bình luận là bạn đi chùa Tây Tạng à. Cũng có trong đây luôn, không biết bị xì phạm về cái lỗi gì. Mình quay hết trong đây cho các bạn xem, mình nhiều lắm, mình đây trong đây mình coi là tới 95 người lận các bạn. 95 kênh lận. Imer TV. Video hay quá bạn. Video hay quá bạn ơi, nhớ đăng ký kênh Imer TV nhé.
Thì mình nghĩ là mình đã làm YouTube rồi thì các bạn cũng tìm hiểu quy tắc cộng đồng, quy tắc này nọ rồi. Mình phải đi nói làm sao cho người ta hiểu mình chứ đâu có nói nguệch tẹt như vậy thì cũng không nên. Mình muốn phát triển thì mình phải nghiên cứu, mình đã nghiên cứu làm YouTube thì mình phải tìm hiểu. Mình đây mình cũng tìm hiểu các kênh lớn nên mình cái mức độ như vậy mình không biết cái chị Phan nhận xét của mình có nằm bên kênh người ta hay không, nhưng mà mình cũng rất là kỹ. Mình viết đúng chủ đề, đúng cái mục đích đàng hoàng, nhưng mà không biết mình có bị chị Phan bên kênh các bạn hay không mình không biết. Nhưng mà trên đây mình coi bên mình là bị 90 mấy người, 95 96 người. Đây mình coi lại coi phải chín mấy người, 96 người các bạn. Đây có 96 người. Nhiều lắm. Mình vuốt lên cho các bạn xem. Hoa mua nè. Tiếng Phát Phạm nè. 199X Audio. Nguyễn Hùng Vĩ. Cái này là ở trong email không thấy luôn các bạn. Mình vô Google Chrome mình mới thấy thôi. Channel Cẩm Tú, Cẩm Chi, Tinh Hồ. Có nhiều cái kênh mà một ngàn mấy lượt sub rồi 2.000 lượt sub luôn mà vẫn bị nằm trong đây. Không biết do người ta sơ suất hay sao mình không hiểu. Còn cái cách thì cái cách giải quyết cái vấn đề này thì chút xíu mình sẽ nói sau. Mình hiển thị hết trơn cho các bạn có tên trong đây, Nghĩa Mẹ Lụa Công. Bình an hạnh phúc, hello, ghé thăm nhà mình nha. Mình ghé nhà anh trai rồi đó. Đây, một cái nhận xét mang tính chất kêu gọi thì như vậy thì chắc nghĩ là YouTube họ quét nha, họ sẽ không có đồng ý rồi. Mình hiển thị thêm cho các bạn xem. TV Tokyo. Cứ khi cái tin nhắn của các bạn, cái bình luận của bạn bị xì pham á, là bên mình sẽ không có nổi lên. Nhưng mình người ta không biết, người ta vô Google Chrome, người ta không có vô Google Chrome á, là người ta sẽ không biết các bạn đã qua thăm thăm nhà người ta đâu. Nhưng mà mình đây mình tìm hiểu một số kênh lớn á, người ta chia sẻ lên mình biết mình vô đây. Và hôm nay mình muốn làm lại cái video này để cho các bạn mới làm YouTube để rút kinh nghiệm. Còn các bạn mà đã hiểu rồi thì xem chơi chơi vui thôi. Mình chủ yếu là mình nói cho các bạn mới vào nghề như mình để rút kinh nghiệm thôi. Nhưng mình thật sự mình cũng chưa có kinh nghiệm gì nhiều. Mình chỉ làm, mình chỉ coi cái các kênh lớn, các anh chị đi trước, các bạn bè đi trước, người ta hướng dẫn để chia sẻ rồi thì mình cứ làm theo thôi. Như bạn Tha Nường TV chia sẻ hay lắm anh. Đây mình đang đi quay chùa Long Bủ. Cái video của mình là quay cái khung cảnh chùa Long Bủ. Thì bạn cứ nói vậy thôi, nhưng mà không biết chắc bạn chỉ vô coi ít quá, hoặc là cái bình luận ngắn quá, hay là cái mức độ như thế nào đó. Nhưng mà YouTube quét bị xì pham hết các bạn. Ở đây mình có tới 96 người đó. Đây. Đây là cái tin của mình, cái mô tả của mình sale lên. Rồi cuộc sống miền Tây. Ok. Đây, hết rồi các bạn, tới 90 mấy người. Và cái cách xử lý như thế nào thì mình sẵn đây mình nói luôn, không có mất thời gian lâu cho các bạn. Đây. Trong đây có 3 mức các bạn. Một bên đây là cắm cờ. Một đây là xóa. Và một đây là cái dấu đồng ý đó, cái dấu chữ V đó các bạn. Nếu mình cấm cờ á, mình cấm cờ là sẽ ảnh hưởng tới cái kênh bên đây, kênh Đức Chung. Thí dụ mình cấm cờ cái bình luận này á là sẽ ảnh hưởng tới cái kênh của bạn ấy. Nhưng mà mình á, cái video mình lên đây để mình xây dựng một cái cộng đồng bền vững. Mình nhờ các bạn mình mới phát triển, và các bạn cũng phải nhờ mình. Mình nhờ qua nhờ lại, giúp qua giúp lại, mình không có thể nào mình cấm cờ cái bình luận này như được. Xóa thì mình cũng không xóa được. Cái cách dạng cả đôi đường á là mình bấm vào cái dấu phẩy này, cái dấu chữ V này các bạn, là coi như là mình đã đồng ý với cái bình luận của bạn ấy. Nhưng mà mình cái dấu này mình muốn chia sẻ thôi. Với một mai các bạn có tên trong đây á, các bạn đi ngang cái video này á, các bạn nghe mình nói thì cũng đừng buồn đừng giận mình, tại vì
máy này nó báo vậy, YouTube thì báo vậy. Nhưng mình thì cái mức độ này thì mình có thể chấp nhận được, mình cũng không có làm gì được, thì mình chỉ bấm cái dấu bên đây thôi, này, hoàng bấm qua đây. Đó. Đã phê duyệt bình luận. Bạn Đức Chung này bậc hai bình luận, mình sẽ bữa nay hôm nay mình sẽ phê duyệt hết. Đây. Trần Mạnh Hùng phê duyệt luôn. Nên mình sẽ phê duyệt hết các bạn đã qua mình nhận xét. Vì cũng thành thật cảm ơn các bạn đã qua bên mình. Thì mình bữa nay mình phê duyệt hết. Cái này cũng là một tình cờ mình xem trên YouTube, các bạn có một cái video của bạn Nobita đó hướng dẫn mình thôi, mình mới biết thôi. Bữa nay mình làm lại cái video này, cái ý tưởng thì cũng của anh ấy, nhưng mình làm cái video này là cái cách của anh, thì để chia sẻ đến mọi người mới vào nghề để biết và rút kinh nghiệm. Làm sao các bạn có đi thăm nhau thì các bạn nhớ bình luận đúng chủ đề, các bạn xem trên 3 phút. Thường thường mình xem của người ta là 3 phút, 3 phút mấy không các bạn. Mình qua nhà người ta là mình ở lại tới 3 phút, 3 phút mấy không à. Mình cũng viết cái bình luận mình đúng chủ đề. Còn trước tiên là mình vô cái muốn thăm nhà ai á, là mình phải thích trước một cái. Bắt đầu mình xem để coi người ta nói về cái nội dung gì. Bắt đầu mình phải viết bình luận. Viết bình luận xong xuôi hết cái đúng chủ đề mình mới bấm đăng ký. Còn như các bạn trong đây chắc cũng do sơ suất quá hay là vội vàng hay quên một cái thao tác nào đó nên nó máy nó YouTube nó quét nên nó để bị xì phạm. Mình trở lại nè, thấy không? Nãy mình bấm đã phê duyệt hết mấy người cho nên giờ còn có 93 người nữa các bạn. Đây các bạn coi 93 người. Giờ bữa nay mình sẽ duyệt hết cho các bạn. Đây. Đây. Đã phê duyệt bình luận. Đó thì cứ vậy thì mình cứ bấm hoài thôi. Thì video hôm nay thì ngắn ngủi đây, mình kết thúc tại đây. Thì các bạn có xem video này thấy hay hữu ích thì các bạn bấm like hoặc đăng ký kênh cho mình để mình có động lực để mà phát triển. Kênh mình thì có mới các bạn, nhưng chưa có nhiều nội dung và ý tưởng hay, mình cũng mới tập tành thôi. Thì video thì mình làm cũng còn hơi lóng ngóng, nên các bạn xem có gì góp ý giùm. Thì cũng mới nghề vào nghề thì ai cũng có này nọ thôi. Thì các bạn xem thì nhớ đăng ký ủng hộ cho kênh Nông Dân TV nhé. Xin cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Chào các bạn nha.